suốt cuộc đời bác luôn nghĩ về dân. Vì nhân dân, dân được gì, những gì dân chưa được. Bác đi xây đêm ngày, người đặt lợi ích nhân dân lên trước. Việc riêng tư người để lại sau. Suốt cuộc đời bác không nghĩ mình là anh hùng. Vinh dự đó người dành cho nước cho dân. Suốt cuộc đời người luôn mong ước cho dân được nằm yên bình. Vì nhân dân bác không nghĩ về mình, làm cách mạng người lấy dân làm gốc. Nhớ miền Nam nhiều đêm người đã khóc. Vĩ đại là nhân đời. Bác luôn nghĩ về dân. Dân được gì, những gì dân chưa được. Người đặt lợi ích nhân dân lên trước. Việc riêng tư người để lại sau. Suốt cuộc đời bác không nghĩ mình là anh hùng. Vinh dự đó người dành cho nước cho dân. Suốt cuộc đời người luôn mong ước cho dân được nằm yên bình. Vì nhân dân bác không nghĩ dân làm gốc. Nhớ miền Nam nhiều đêm người đã khóc. Vĩ đại là nhân dân, làm lũ là nhân dân. Nghĩ về nhân dân ta luôn học ở người. Ăn quả chín đừng quên người gieo hạt, phục vụ nhân dân lòng ta.